người đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà tại khu đất dịch vụ phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì nó là khu đất dịch vụ Mộ Lương mọi người ơi. Với cái đường trước nhà là 25m và cái thông số của cái căn nhà này như sau. Cái thông số nhà là 60m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người ạ. Với cái mặt tiền 5m5 nha mọi người. Với cái căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế ở tầng 1 là để gara ô tô rất là hợp lý. Bởi cái căn nhà này chưa hoàn thiện xong cho nên Ngọc Ánh chỉ có quay ở phần ngoài đứng ở đây để cho quý vị biết thôi. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp em. Đường trước nhà 25m và nhà này có vỉa hè hướng nhà là hướng Tây Nam nha mọi người. Quý vị có thể nhìn thực tế từ vị trí cái căn nhà này có thể kinh doanh văn phòng. Và mọi người có thể kinh doanh ở tại cái nhà này luôn này. Đồng thời thì không ngôi nhà này mà đi ra các tiện ích xung quanh thì rất là gần. Gần với lại bệnh viện ca, bệnh viện quân y, bệnh viện bỏng trung ương. Gần với lại cái các cung đường mà khu đô thị Sa La này, đường Sa La Nguyễn Xiển này, đường xuống Thanh Hà, Thanh Oai và cái đường mà đi lên Lê Văn Lương, Thanh Xuân rất là gần nha mọi người. Với cái căn nhà này giá chào bán 6.850.000 đồng bao và nộp thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này và vị trí căn nhà khác thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.